bạn trong bản tin của Xu Hướng Cộng. Yến Phi rất vui được đồng hành, trò chuyện và mang đến cho chị em phụ nữ của chúng ta những thông tin thật bổ ích. Đây là bản tin cập nhật những xu hướng hot nhất và trending nhất về thời trang trong tháng. Đừng bỏ lỡ bản tin tiếp theo của Xu Hướng Cộng trên kênh YouTube và Facebook của Insider nhé. Và hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính hấp dẫn như sau. Phần 1. Thời trang đường phố và một số xu hướng năm 2021. Phần 2. Cách phối quần jean. Phần 3. Clip chụp hình tòa nhà. Bây giờ, mời các bạn hãy cùng với Yến Phi đến với bản tin đầu tiên để xem 7 nhãn hiệu thời trang cho dân nghiện freestyle sau đây nhé. Street style được hiểu sang nghĩa tiếng Việt có nghĩa là phong cách đường phố. Ý nói đến phong cách thời trang được bắt gặp trên đường phố. Những phong cách này rất được các bạn trẻ yêu thích những năm trở lại đây. Phong cách đường phố là một phong cách thời trang xuất phát từ văn hóa thời trang đường phố ở Anh. Chúng ta cùng lướt qua 7 nhãn hiệu thời trang đường phố sau đây nhé. Đầu tiên, không thể không nhắc đến đó là Nike. Bất kể sở thích như thế nào thì bạn cũng sẽ đồng ý rằng logo móc cầu của Nike là một trong những logo thời trang phổ biến và dễ nhận biết nhất. Giờ đây, Nike ngoài việc sở hữu gian hàng riêng ở hầu hết các trung tâm mua sắm nổi tiếng. Một thương hiệu thời trang thể thao đình đám khác có phong cách thời trang đường phố là Adidas. Adidas và Nike cùng chia sẻ thị phần thời trang đường phố cao cấp tại Việt Nam. Thời gian gần đây, Adidas nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vào một sản phẩm được thiết kế chung với Kanye West mà đứa con là thương hiệu giày Yeezy. Tiếp theo là Vetements. Vetements là minh chứng cho câu nói thời trang đường phố đã đạt tới đẳng cấp chung với lối sống thượng lưu. Được vinh danh nhờ sự sáng tạo và design hết sức đa dạng, Vetements đã đem gu thẩm mỹ đông đếm của sàn hậu couture về đường phố. Có thể thấy, thời trang của Vetements ngày càng được nhiều người yêu thích phong cách freestyle yêu mến. Khi nhắc đến thời trang đường phố thì không thể không nhắc đến Stussy. Vào những năm 1980, Stussy đã bắt đầu lấn sân sang phụ kiện lướt ván và trượt ván trên đường phố. Hiện tại, Stussy đã xây dựng được một đế chế cho riêng mình. Phá cách, khác biệt là những gì mà khách hàng muốn sở hữu khi lựa chọn thương hiệu này. Tiếp theo chính là thương hiệu thời trang Off-White. Off-White đã liên tục gây nên những cơn bão lớn tại các sàn thời trang khâm thu. Off-White có lẽ chính là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở tuần lễ thời trang Paris năm nay. Là một tân binh, nhưng Off-White đã nhanh chóng giành được huy chương người về đích trong cuộc chiến thời trang đường phố. Nhắc đến thời trang đường phố thì không thể không nhắc đến Undercover. Những chiếc áo phông được in các câu khẩu hiệu quái dị luôn là đặc sản đến từ thương hiệu này. Phát triển từ một shop thời trang nhỏ lẻ, đến nay Undercover đã vươn mình trở thành một trong những nhãn hàng được kính nể nhất trong ngành công nghiệp streetwear. Cuối cùng đó chính là Hot. Bắt rễ từ trái tim của nền văn hóa streetwear, Hot được sinh ra vào những năm 90. Từ đó, nó đã liên tục phát triển cho đến ngày nay. Hot nhanh chóng trở thành điểm đến số 1 cho mọi thứ mà một con nghiện trượt ván có thể cần. Chúng ta đã cùng nhau điểm qua 7 thương hiệu thời trang đường phố cho dân nghiện freestyle. Bạn yêu thích thương hiệu nào nhất? Hãy chia sẻ cùng Xu Hướng Cộng. Còn bây giờ, hãy cùng Yến Phi đến với 2 bản tin tiếp theo. Xin chào các bạn đã quay lại với phần 2 của Xu Hướng Cộng hôm nay. Đồng hành với chúng ta lại là cô người mẫu Quế Anh xinh đẹp. Và bây giờ, chúng ta sẽ nói về một topic rất được nhiều người quan tâm. Vì sao ư? Hãy cùng Yến Phi theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên là quần jean kết hợp với áo thun. Nếu nhắc đến một item có thể phối cùng quần jean thì thật vô lý nếu áo thun không xuất hiện đầu tiên. Nghe có vẻ đơn giản và có phần bình thường, nhưng thực tế, combo quần jean áo thun chưa bao giờ lỗi mốt và luôn là một sự lựa chọn an toàn tuyệt đối. Bạn có thể cân nhắc giữa các form quần jean để phù hợp với vóc dáng của mình và trông trẻ trung, năng động hơn. Quần jean kết hợp với áo sơ mi. Trang phục quốc dân quần jean được xem là có khả năng phối được nhiều kiểu áo khác nhau và dĩ nhiên là không thể thiếu đi chiếc áo sơ mi ăn ý mọi góc cạnh. Nổi tiếng với sự tiện lợi và cực kỳ dễ mặc, quần jean và áo sơ mi nghiễm nhiên trở thành những món đồ không thể thiếu hàng ngày của các cô gái. Quần jean
jean kết hợp với áo sơ mi là phong cách đơn giản nhất dành cho các chị em công sở. Phụ kiện đi kèm outfit này thì phù hợp nhất chính là đôi giày thể thao. Giày thể thao là loại giày bằng vải với thiết kế đế lên, có giày rút mang lại cho người sử dụng sự năng động và thoải mái. Nếu bạn là cô nàng yêu thích sự thoải mái, dễ chịu mỗi khi ra ngoài thì hãy thử mix quần jean với giày thể thao ngay thôi nào. Bên cạnh giày thể thao, bạn cũng có thể sử dụng các phụ kiện đi kèm như túi xách, thắt lưng. Tốt nhất, bạn nên chọn cho mình loại phụ kiện có chất liệu, màu sắc phù hợp với tổng thể trang phục đang mặc. Nhìn chung, một phong cách thời trang đẹp cũng chỉ là sự kết hợp hài hòa giữa những món đồ trên người. Điểm qua hai cách phối đồ cực chất với quần jean và hy vọng các nàng đã biết cách phối cho mình một bộ outfit thật đẹp và hợp xu hướng thời trang nhé. Bây giờ hãy cùng Miễn Phí đến với phần 3. Chỉ với những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt, từ hướng mắt, cách nghiêng mặt hay nụ cười cũng đủ để khiến cho bức ảnh của chúng ta trông tự nhiên và quyến rũ hơn thay vì một dáng đứng cứng đờ. Với những bí kíp sau đây, hy vọng các nàng sẽ có cho mình bí quyết để tạo ra những bức ảnh hoàn hảo nhất. Tạo dáng chữ A. Để được tạo dáng sẽ khiến bạn trông cao và thon gọn hơn. Để mang lại hiệu quả này, bạn nên đứng thẳng, nhìn sâu vào ống kính để tạo dáng chân hồn. Có thể đặt bàn tay này lên cánh tay kia để trông tự nhiên hơn. Đường cong nhỏ khi đứng thẳng. Chụp ảnh từ dưới lên để chân bạn trông dài hơn, thân hình trông rõ ràng hơn nhé. Hoàn hảo nhất. Những tip tạo dáng cực chất để có thêm bí kíp chụp hình sống ảo cũng như những tin tức về thời trang hấp dẫn nhất. Các nàng đừng bỏ lỡ bản tin tiếp theo của Xu Hướng Cộng nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin sau.